nãy thấy có người đàn ông đội nón lụp xụp đi ra. Tôi và chị không quen nhau. Nếu không quen nhau vậy ông theo dõi tôi với ý đồ gì? Tôi và chị có chung một kẻ thù. Anh ta còn gằn giọng vẻ căm thù, nói là con đàn bà đó trước đây đã làm hại anh ta và người anh ta yêu quý phải chết tức tưởi, cho nên bây giờ anh ta cũng phải làm cho Tuyết nếm mùi y chang như vậy. Chị gì vậy? Ở nhà của chị á. Anh phải cẩn thận, người đàn ông đó không có đơn giản đâu. Còn An cũng kỳ đó, tự dưng á dựng ra một chuyện người đàn ông bí ẩn gì đó, rồi nói thằng đàn ông đó tên cái gì là Nam Định đó. Anh đi đâu giờ? Anh đi làm chứ đi đâu. Em nằm xuống ngủ tiếp đi, cho khỏe. Ủa sao hôm nay anh đi làm sớm vậy? Sao anh dậy mà không kêu em? Trời ơi, em biết giờ này mấy giờ chưa mà sớm. Anh thấy em ngủ say quá, anh không nỡ kêu em. Thôi em nằm xuống ngủ tiếp đi, cho khỏe nha. Hồi tối em ngủ không được hả? Mà giữa khuya tự nhiên em la sụm chứ. Em nằm mơ thấy gì vậy? Em nằm mơ thấy em đi lạc, em tìm anh hoài không thấy, em sợ lắm. Trời ơi, tội nghiệp vợ của anh ghê không. Anh ở đây chứ đâu mà tìm không được. Nghe lời anh, nằm xuống ngủ tiếp. Anh đi làm trễ giờ rồi. Nằm xuống đi. Thôi anh đi làm nha. Anh ơi, hay là anh đừng đi làm, ở nhà với em đi. Ủa sao vậy, có chuyện gì hả? Em... em thấy sao? Thấy trong người không được khỏe hả? Em có sao khỏe. Không? Hay là đi chiều nay anh về sớm chở đi bác sĩ nha. Dạ thôi khỏi anh. Vậy thôi ngoan đi, hôm nay anh không có nghỉ được. Tại vì bên xưởng á, nhiều hàng lắm. Anh cố gắng về sớm với em ha. Anh đi nha. Thank you.
Hôm nay em tự dưng bắt anh một hai chở em về nhà má là sao vậy? Anh hỏi ngộ không nè, lâu lâu rồi phải về thăm má, chẳng lẽ anh không muốn sao? Anh muốn, nhưng mà bình thường anh rủ em về nhà má em cứ chần chừ hoài à. Nhưng mà lần này em đã nghĩ thấu đáo rồi. Em biết là má không có thương em, nhưng mà em phải có bổn phận làm sao cho má hiểu rồi thương em chứ. Rồi em làm sao? Cái đó là chuyện của đàn bà, anh khỏi phải lo. Anh nghĩ coi nè, nếu như mà em với má có chuyện gì á, phải anh khó xử không? Cho đó bây giờ em sẽ áp dụng cái phương pháp mưa dầm thấm đất. Em sẽ làm bằng mọi cách để má hiểu, má thương và chấp nhận em. Rồi cả chị An nữa. Anh nghĩ coi, nếu như em với chị An, hai chị em mà thuận thảo với nhau, thì phải anh là người vui nhất không nè? Nhưng mà anh sợ má và An không chấp nhận, làm cho em phải khổ dài dài vậy á. Em biết mà, lấy anh á là em biết mình phải chịu thiệt thòi nhiều lắm rồi. Nhưng mà em tin á là phụ nữ với nhau dễ thông cảm lắm. Một ngày không được thì hai ngày, ba ngày, ba tháng, thậm chí một năm. Đến khi nào mà má và An chấp nhận em thì thôi. Phải chi má và An biết nghĩ được giống như em vậy thì đỡ quá. Chắc em phải chịu khổ dài dài quá ha. Không có khổ gì đâu anh, miễn sao là anh vui là được rồi. Má. Dạ con chào má. Má, sao hôm nay rảnh sớm vậy? Hôm nay chủ nhật mà má. Má, hôm nay á Tuyết đi chợ sớm, Tuyết rủ con á về đây làm mấy món đồ cho cả nhà mình ăn má. Thôi, tôi không có dám ăn đâu, mất công đi bệnh viện sút ruột á. Má, chuyện đó đâu có liên quan gì tới Tuyết đâu. Má, hôm nay tụi con về thăm má, sẵn tiện đi chợ, rồi lát nữa con vô bếp con nấu một ít đồ cho cả gia đình mình ăn chung bữa cơm cho vui nha má. Gia đình gì ở đây? Cô có nói lộn không? Má, sao má lớn tiếng vậy? Mày không muốn tao lớn tiếng á thì mày kêu cái người mà đứng trước mặt tao á biến đi. Tao không thích thì đừng có sới rối chàng ràng ở đây.
Tự nhiên Tuyết có làm gì đâu mà má ghét Tuyết như vậy. Chính Tuyết á, là người á, rủ con chở Tuyết về đây á, để thăm má. Tuyết có làm gì xấu đâu mà má cứ ghét Tuyết hoài à. Tao không có nghĩ xấu cho ai hết á. Nhưng mà có điều á, bữa nay tao không có được khỏe. Thôi má không được khỏe tụi con về. Tuyết có mua chậu cao cho má nè. Thôi mình về đi. Anh thôi đi về đi. Đi. Trong lòng má, con là đứa chẳng ra gì hết. Nhưng nếu được lựa chọn, không ai muốn mình bị rơi vào cảnh chồng chung. Lại càng không ai muốn mình mang tiếng là kẻ giật chồng người khác. Nhưng con thương anh Nghĩa là thật lòng. Con chấp nhận hết những điều tiếng xấu về mình. Má thương con thì con nhờ, má ghét con thì con chịu. Con chỉ xin má một điều, má đừng ghét bỏ anh Nghĩa mà tội nghiệp. Chào má, con về. Anh ở lại chơi với má nha. Không được, để anh đưa em về. Làm cái gì mà sớ rớ, đẩy qua đẩy lại chắc tới chiều quá à. Còn con nhỏ này nè, đem đồ ăn xuống dưới mần đi, để đó hồ hôi thúi hết bây giờ đó. Dạ, con xuống dưới làm liền. Anh ở đây nha, em xuống dưới nha. Má, ăn chầu đi má, chầu cao con đó má. Em muốn tìm cái rổ để thức ăn ra. Cô định giở trò gì đây? Em cần con dao với tấm thớt nữa. Cô định đưa ai trong nhà này lên thớt vậy? Chị An, chị nói gì mà nghe sợ quá vậy? Cô có biết là tôi nhìn cô và liên tưởng đến cái gì không? Đó là con tắc kè đổi màu. Sao cô biến hóa, thay đổi nhanh đến không ngờ. Hôm nay, trong cái vẻ ngoan hiền chịu đựng này, cô lại có âm mưu gì đây? Chị, em biết là em có lỗi trong thời gian qua. Cô đâu làm gì có lỗi với tôi. Em biết trong mắt của chị, em là người đàn bà xấu xa, vô liêm sỉ, nhảy vô cướp đoạt hạnh phúc của chị. Nhưng mà vợ chồng là duyên nợ mà, đâu có ai né tránh hay thoát khỏi được với nhau. Em đến với anh Nghĩa cũng là duyên nợ. Em biết, em nói ra điều này có lẽ là chị cho em biện minh hay chống chế. Nhưng thật tình, có trong hoàn cảnh của em mới hiểu hết được những tủi nhục của phận làm bé mọn. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ cưới vợ bé hay là vợ mọn gì cho chồng tôi cả. Chị để em nói hết ý đi chị. Nếu được sống tốt, đâu có ai muốn mình sống thấp hèn đâu. Ra đường không dám nhìn mặt ai, ngay cả một đứa con nít, nó
cũng khinh bỉ em ra mặt nữa. Đó là do cô tự chuốc lấy, đâu có ai ép hay là buộc gì cô phải sống như vậy. Nhiều lúc em muốn nghĩ đến cái chết. Em nghĩ chết đi là thoát khỏi nợ nần của cuộc đời này, rồi không ai có thể nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của em nữa. Nhưng mà nếu chết dễ dàng như vậy, em đã chết lâu lắm rồi. Có lẽ là em còn nợ cuộc đời nhiều quá, nên em phải sống trả hết nợ. Hôm nay thì cô lại đổi cái màu thương hại. Nhưng mà thôi đi, trước mặt tôi, cô đừng làm mấy cái trò như vậy nữa. Tôi không có đồng cảm, thông cảm hay là thương xót gì với cô đâu. Chị biết không, lúc này em hay nằm mơ thấy ác mộng lắm. Em thấy rõ những gì đang diễn ra với mình. Em biết, chắc chắn đó là cái giá mà em phải trả cho những việc làm mà em đã gây ra trước đây. Em sợ lắm chị An. Có thể những điều em nói hôm nay chị không tin, nhưng rồi đây chị sẽ hiểu. Thôi đi, tốt nhất là tôi không muốn nghe cô nói gì hết. Con mụ này đang làm gì vậy ta? Khóc hả? Đồ nước mắt cá sấu. Định nuốt chửng ai mà nhỉ nước mắt vậy? Cũng may nha, cũng may là An bây giờ cứng rắn hơn hồi xưa, chứ không thôi á là mồi cho ngươi rồi. Kỹ nghe chưa? Thấy cái cảnh này quen quen không? Mụ Hồ Thủy đứng ngay cái nồi đó, cầm cái muỗng bỏ vô, bắt đầu quậy lên, quậy lên. Đó, đó, thấy chưa? Con nhìn, ráng nhìn cho kỹ nghe không? Quậy nè, quậy nè. Ừ, rồi, chuẩn bị bỏ cái gì vô kìa. Thái Đại Đình, của Thái Đại Đình có ai không? Này nè, để đầu độc cả nhà mình đó. Chết cô rồi. Thuốc độc? Dạ, có bé làm chứng nè má. Nè nè, đây nè, ống thuốc độc nè. Đó, giải thích đi. Nói cho cô biết nha, từ sáng giờ tôi đã canh cô rồi. Giả bộ hả, làm con ngoan hả. Trời ơi, nước mắt hả. Trời ơi, không có qua mặt được thằng Tí Anh này đâu nha. Tuyết, tại sao em làm vậy Tuyết? Em đâu có làm cái gì đâu. Trời ơi, cô còn mở to mắt ra nấu láo nữa hả. Đây, đây, đây. Cái này đâu ra, có phải là của cô đúng không? Dạ đúng. Có phải cô lấy cái này trong túi quần cô ra đúng không? Đúng. Có phải cô tính bỏ cái này vô nồi này đúng không? Đúng. Có phải là cô tính đầu độc cả nhà tôi đúng không? Anh ơi, cái này đâu phải là thuốc độc đâu. Trời ơi, trời ơi, cô còn dám mở to ra đến đó láo nữa hả? Cái này là chỉ là cái ống vani bỏ vô nồi chè cho thơm thôi mà. Sao? Sao? Nó láo, nó láo. Nếu như mà anh không tin á, anh có thể nếm thử mà. Ừ, đưa đây, tôi thử, đưa, lẹ. Không được, thuốc độc sao thử? Cô tính đầu độc tôi để tiêu diệt nhân chứng hả? Độc cái gì, cái này là vani mà. Vani. Thơm vậy? Ơ, à, mà không phải, thuốc độc cũng có mùi thơm vậy. Bây giờ cô muốn chứng tỏ cho cả nhà tôi biết á, thì cô nếm thử đi. Nếm đi, nếm đi. Nếm thử đi.
bỏ qua tình làng nghĩa sớm, xin nhớ người ơi. Sống ở đời phải có lớn có nhỏ, chuyện không đâu cứ nói xin nói xỏ, nhưng mà chuyện gì nó cũng phải có lý có tình chứ. Không có lý có tình gì hết đó, tôi phải qua gặp nó để nói rõ. Nhưng mà chuyện nó nhỏ như con thỏ, nếu không khéo chuyện nhỏ nó sẽ thành to. Sống ở đời nhiều chuyện nó xảy ra, đừng nên quên hết chữ lý chữ tình. Có vui buồn á thì cũng bỏ qua đi, tình làng.